Chào anh em nha. Chào Milo. Milo đi hết Milo. Chào tất cả anh em đang xem nha. Chủ nhật mà thi. Chào anh con. Dạ đặng Tân Vinh anh ơi. Dạ anh Thừa Sức. Dạ anh được ăn ngay chủ nhật mà thi đặng anh ạ. Đi hai con. Chào 66 người đang xem. Gió quá, gió có đem vô đã. Anh về lại trong cục. Anh dường đi đánh trong ô tô luôn con bé ơi, đánh trong cái về xong nghỉ đánh vào ô tô. Ngày mùng 4/5 đánh Thái Nguyên. Dạ Trương Thịnh. Dạ anh em đang xem nha. Anh Cảnh Vinh. Mỗi ngày đánh xe máy, không ít bữa mới đánh ô tô lắm. Chào Quốc nha. Hàng mới Phước ơi, em biết không? Và bữa vô ăn mình cho biết là Phượng ạ. À về lại lông cụ đánh lại. Đây chỗ này đẹp, chỗ tắm với phới chim đẹp lắm. Cá với mở mới đánh thế là mọc mới đánh với mở đi. Hồi em mưa à? Đấy nắng mới giỏi lắm. Ngay kia mà thấy Phượng ơi. Cho vô nghỉ. Giỏi lắm. Tụi cho nó ăn uống Quốc ơi. Thì Vĩnh đặt ăn rồi. Cho anh ăn tí nha. Cho anh tuần ra. Thì ở Vinh anh tuần ra này. Ăn ghê lắm, con ăn cao cao kinh khủng lắm. Dạ em cảm ơn Hiểu Như. Đó, ăn mạnh đi cha, cho động mạnh thôi Quốc nè. Giờ mày tẩy cho máy, mày bỏ cao cao mày. Chim nó khỏe lắm. Đi quen là lên nằm im đó, tại giờ tại chỗ là ăn uống. Tắt lại nha, nghỉ miếng ạ, trông cho đi ngủ.